Bài thứ 22. Những đặc ân dành cho một linh hồn trong sạch. Không có gì tốt đẹp cho bằng một linh hồn trong sạch. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không bao giờ để mất đi sự trong sạch của mình. Tâm hồn trong sạch được thoát ly khỏi mọi của cải vật chất và chính mình. Đó là lý do tại sao các thánh ngược đãi thân xác, không chịu chuộng khi nó đòi hỏi, dù chỉ ngủ nướng thêm 5-10 phút, sưởi ấm mình hay ăn thứ gì cho khoái. Vì thân xác mất gì thì linh hồn được, và thân xác được gì thì linh hồn mất. Sự trinh khiết đến từ trời, chúng ta phải cầu xin ơn này với Thiên Chúa. Nếu chúng ta xin, chúng ta sẽ được. Chúng ta phải ra sức bảo vệ nó để khỏi bị mất đi. Chúng ta phải đóng kín lòng mình khỏi sự kiêu căng, các thú vui nhục dục và tất cả các đam mê, giống như người ta đóng kín tất cả các cửa lớn và cửa sổ để không ai vào nhà được. Thiên thần bản mệnh rất vui sướng hướng dẫn một linh hồn trong sạch. Khi một linh hồn trong sạch thì cả thiên đàng đến và yêu thương nó. Tất cả linh hồn trong sạch sẽ làm thành một vòng tròn quanh đấng tối cao. Ở trần thế, chúng ta càng trong sạch bao nhiêu thì trên thiên đàng chúng ta sẽ được gần Chúa bấy nhiêu. Khi một linh hồn trong sạch, nó không cần đến sự giúp đỡ của lòng mến nữa, bởi vì nó đã tìm thấy nguồn mạch của tình yêu là Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói: hạnh phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta không thể nào hiểu được uy lực của một tâm hồn trong sạch có được nơi Thiên Chúa, vì chẳng phải linh hồn đó thực hiện thánh ý Chúa, mà chính Chúa thực hiện ý muốn của linh hồn ấy. Hãy nhìn gương ông Môi-se, ông có một tâm hồn rất trong sạch. Khi Thiên Chúa muốn giáng phạt cho dân Do Thái, Chúa nói với ông: đừng cầu nguyện cho chúng, vì ta sẽ giáng phạt dân cứng cổ này. Tuy nhiên ông đã cầu nguyện, và Thiên Chúa đã tha cho dân Israel. Thiên Chúa đã để cho mình bị nài xin, và người không nỡ từ chối lời cầu nguyện của tâm hồn trong sạch. Các con thấy đó, một linh hồn mà không bị tỳ ố bởi các thứ tội ghê gớm thì được Chúa ban cho mọi thứ như lòng mong ước. Để giữ một tâm hồn trong sạch, ta phải giữ ba điều. Thứ nhất, luôn sống dưới sự hiện diện của Chúa. Thứ hai, siêng năng cầu nguyện. Thứ ba, năng lãnh nhận các bí tích. Một điều khác cũng quan trọng là đọc sách thiêng liêng, Kinh Thánh. Những sách đó có sức nuôi dưỡng linh hồn. Ôi đẹp biết bao một tâm hồn trong sáng. Một lần, Chúa Giêsu cho thánh nữ Catherine xem thấy một linh hồn hiện ra. Ngài đã ngây ngất khi nhìn thấy linh hồn ấy đến nỗi thốt lên rằng: ôi lạy Chúa, nếu mà con không biết chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thì con tưởng linh hồn ấy chính là Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa đã phản chiếu trên linh hồn trong sạch như mặt trời trong nước vậy. Một linh hồn trong sạch được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thích nhìn ngắm. Chúa Cha nhìn ngắm tạo vật của người và nói: đây chính là tạo vật của ta. Chúa Con vui sướng nhìn ngắm linh hồn trong sạch mà chính máu mình đã đổ ra cứu chuộc. Chúa Thánh Thần ngự trị trong linh hồn trong sạch, vì đó là đền thờ của người. Chúng ta cũng biết giá trị linh hồn chúng ta khi thấy ma quỷ ra sức cố gắng tìm cách phá hủy nó. Hỏa ngục liên kết với ma quỷ tấn công nó, thiên đàng thì ủng hộ nó. Ôi linh hồn cao quý biết bao. Để có một quan điểm đúng về giá trị của linh hồn mình, chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến thiên đàng. Đồi Canver,
và hỏa ngục. Nếu chúng ta có thể hiểu được chức vị làm con Thiên Chúa như thế nào, chúng ta đã không bao giờ dám làm chuyện gian ác. Chúng ta sẽ sống như các thiên thần trên trần thế. Được làm con cái Thiên Chúa là một điều cao cả biết bao. Thật tốt lành biết bao khi chúng ta có một tấm lòng bé nhỏ nhưng tràn đầy tình mến Chúa yêu người. Thật khốn thay cho những ai tự đâm đầu xuống hỏa ngục, trong khi Thiên Chúa muốn nâng họ lên để hưởng phúc thiên đàng. Khi các thiên thần nổi loạn chống lại Thiên Chúa, người đã nhìn thấy họ không muốn được hưởng phúc người đã dành cho họ nữa. Người cũng đặc biệt dành cho con người mọi sự, cho cả thế giới này, để nuôi dưỡng phần xác của họ. Nhưng linh hồn họ cũng cần được nuôi dưỡng. Và chẳng có tạo vật nào trên thế gian này có thể nuôi sống được linh hồn thiêng liêng cao quý. Thiên Chúa đã sẵn lòng ban phát chính mình làm của ăn cho linh hồn. Nhưng khốn thay, chúng ta lại quá thờ ơ với của ăn rất thánh này. Có nhiều người cứ sống trong tình trạng như vậy trong suốt thời gian 50, 60 năm mà không cho linh hồn họ ăn gì cả. Nếu các tín hữu có thể hiểu được lời Chúa nói với họ rằng: mặc dù đau khổ, ta mong muốn được nhìn ngắm xung quanh ta những linh hồn trong sạch mà ta đã dựng nên. Chúng thật là xinh đẹp, không gì có thể lấp đầy chúng ngoại trừ ta. Ta đã làm cho chúng nên trong sạch và không gì ngoại trừ ta nuôi dưỡng chúng. Thiên Chúa luôn ưu đãi linh hồn trong sạch. Hãy nhìn Thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhất, người được dựa vào ngực Chúa. Thánh nữ Catherine có một tâm hồn rất trong sạch, nên thường được Chúa cho lên thiên đàng. Khi Ngài chết, các thiên thần đến đem xác của Ngài an táng trên núi Sinai, nơi ông Môi-se nhận được 10 giới răn của Thiên Chúa. Nhờ những người kỳ diệu này mà nhiều người nhận biết Thiên Chúa, vì linh hồn trong sạch của họ làm cho Thiên Chúa rất hài lòng. Và thân xác họ cũng góp phần vào việc giữ cho linh hồn trong sạch, nên rất xứng đáng được các thiên thần chôn cất. Thiên Chúa rất hài lòng và yêu thương những linh hồn trong sạch. Người ban cho họ tất cả những gì họ cầu xin. Làm sao người có thể từ chối điều gì với một linh hồn chỉ biết sống cho người, sống nhờ người và sống trong người? Họ tìm kiếm người, người tỏ mình ra cho họ thấy. Họ kêu cứu người, người liền mau đến. Đó là nên một với người. Nó quyến rũ Thiên Chúa đến với mình. Một linh hồn trong sạch có mọi quyền lực trong trái tim nhân hậu của Thiên Chúa. Một linh hồn trong sạch với Thiên Chúa giống như một đứa bé với mẹ của nó. Nó âu yếm mẹ nó, nó ôm mẹ nó, và mẹ nó cũng đáp lại bằng cách hôn nó và ôm chặt lấy nó.